Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Sơn Design. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt mẫu đầm này nhé. Đây là mẫu đầm có mở khuy thân trước này. Chúng ta sẽ có phần nhún ở ngực đấy nhé. Tay là tay bồng nhún, đây dạng tay lồng đèn, cổ tròn. Chưa? Phía dưới này nó sẽ không có ly. Đó. Ok. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của đầm cơ bản. Chúng ta sử dụng là đầm ly bên hoặc là đầm ly vai tùy theo cái dập gốc ban đầu các bạn có nhé. Thì các bạn nào muốn có cái dập gốc như mình đang chuẩn bị ở đây thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua số điện thoại ở trên này nhé. Mình đang có bán combo dập gốc này gồm có sơ mi, đầm vét và măng tô, mức phí là 300.000. Hoặc các bạn nào có nhu cầu tìm hiểu về phương pháp dựng hình theo cái ly vai này thì có thể đăng ký các lớp online của mình nhé. Zalo của mình cũng là số này luôn. Ok. Ở đây chúng ta sẽ có thân trước như này. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy ngang cổ ra cho mình. Chúng ta lấy ngang cổ. Đây nha. Đây là đường giao khuy. Đây là đường giao khuy. Thì đây chính là đường giữa của thân trước. Thì các bạn lấy ngang cổ ra cho mình. Tính từ đường giữa của thân trước này. Lấy ra đây 9 phân. Chưa? Sâu cổ thì các bạn lấy từ sâu cổ cơ bản xuống cho mình tầm khoảng 2 phân. 2 phân hoặc là các bạn lấy khoảng 3 phân được. Chưa? 2 đến 3 phân nhé. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái vòng cổ này ra. Đó. Tiếp theo này. Để xử lý cái phần phía bên dưới. Đây nhá. Đây nó không có ly thân mà, nó chỉ có mỗi cái phần rút nhún ở đây thôi. Thì các bạn sẽ cắt rời cho mình cái đoạn này ra. Cắt rời ngang heo nhá. Và các bạn cắt rời cho mình cái phần nẹp này ra. Phần nẹp này chúng ta cắt khi các bạn lên vải thì chúng ta sẽ cắt một cái nẹp rời ra và các bạn kẹp vào thôi. Tiếp đến này, bấm cho mình một đường từ mép có đôi này, từ đường giữa của thân trước nhá, vào đầu ly thân. Rồi các bạn sẽ đóng cho mình các cái ly này vào. Chúng ta đóng ly thân và đóng ly vai lại. Các bạn đóng ly vai vào cho mình. Sau đó này, chúng ta sẽ kẻ lại đường vai con. Đó. Và xử lý cái cổ này cho mình một chút. Ở đây chúng ta sẽ giảm ly cổ đi là 3 ly. Đó. Và đầu vai các bạn sẽ giảm vào cho mình là 1 phân đến 1 phân rưỡi. Bởi vì nó là tay có nhún đỉnh vai. Được chưa? Sau đó các bạn sẽ cắt này đi. Đóng mình ly cổ này vào. Rồi chúng ta sẽ cắt lại vòng cổ. Chờ. Ở đây thì các bạn sẽ kẻ cho mình. Đó, để chúng ta mở được thêm cái phần đất rút nhún nhá. Cái này là bất kỳ thôi, các bạn cứ kẻ ra cho mình. Sau đó chúng ta cắt đấu vào đầu ly thân. Được chưa? Ở đây thì các bạn sẽ dán thêm giấy vào.
Rồi này, các bạn sẽ vẽ lại cho mình cho nó đều đi. Chưa? Cho nó trơn những mặt này đi gần. Ok. Có thể cắt bớt cái bên trong này đi. Đó. Được chưa? Thì cái phần này chúng ta sẽ rút nhún ở đây. Tương tự như ở trên phần thân chính này nhá. Mẫu đấy. Ở đây chúng ta sẽ xử lý đến phần vai của thân sau. Đối với thân sau này thì các bạn sẽ, nếu như các bạn là không muốn chiết cái ly vai thân sau thì chúng ta sẽ tiêu cái ly vai đi. Các bạn đóng cái ly vai này vào cho mình. Chúng ta sẽ đóng thừa ra 5 ly nhá. Các bạn sẽ để cho vai của thân sau dài hơn thân trước nha. Cái khoảng vai con của thân sau sẽ dài hơn vai con của thân trước. Ở đây các bạn sẽ dán thêm giấy vào. À, chúng ta sẽ đặt vào đây. Khi các bạn dán thêm giấy thì chúng ta sẽ mở cái phần nách ra là 5 ly. Đó, và sống lưng các bạn mở ra cho mình là 5 ly. Sau đó này, khi các bạn kẻ lại nha, chúng ta sẽ kẻ theo cái đường vai ở bên phía bên sát bên cổ này, kéo dài ra. Đó. Rồi các bạn lấy từ đầu vai vào, giảm cho đi bằng với cả phần giảm đầu vai của thân trước nha. Được chưa? Bạn sẽ đặt cho mình hai phần vai con lại với nhau. Ở thân sau thì các bạn sẽ để thừa cho mình 5 ly mà. Nhá. Thì thừa ra 5 ly. Rồi các bạn sẽ lấy sâu cổ xuống cho mình 3 phân. Chúng ta vẽ bằng cổ. Chưa? Vẽ lại cho mình cái đường sống lưng. Lưu ý cho mình này, cái đoạn này khi các bạn mở ra 5 ly nhé. Thì khi chúng ta may ấy, các bạn sẽ hơi cầm cái đoạn này vào cho mình một chút. Chưa? Hơi cầm vào một chút. Đối với thân sau này thì mình vẫn có ly như bình thường nhé. Sau vẫn có ly. Từ sống lưng thì các bạn sẽ cắt. Chúng ta không cần xẻ nha. Lưu ý cho mình này, chúng ta chưa vẽ cái đường sườn phía dưới gấu này vội. Giờ các bạn sẽ xử lý phần thân trước. Sau đó chúng ta mới cắt đến phần thân sau. Đây, đối với thân trước này các bạn sẽ kéo dài cho mình từ đường tâm ly. Bạn sẽ xử lý cái ly ở đây. Các bạn bấm ra đóng cái ly này vào cho mình. Khi đóng ly thì phần dưới này đang bị hở ra thì các bạn sẽ dán thêm giấy vào đây. Chờ. Tiếp đến này. Các bạn sẽ cắt rời cái phần bản nẹp này ra cho mình. Đó, cắt rời ra.
chúng ta sẽ để cái dáng sẽ hơi A ra một chút nhá. Đây các bạn nhìn này, đây sẽ hơi A ra một chút. Chưa? Các bạn sẽ vẽ lại cho mình cái đường sườn này đây. Đó. Được chưa? Sau đó các bạn sẽ kẻ xa gấu. Ok, rồi các bạn mới cắt đi nhá. Chúng ta sẽ không vẽ cái đường sườn này ban đầu, mà khi các bạn xử lý xong cái phần ly cái thân thì chúng ta mới kẻ lại cái đường sườn. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn sẽ ghép hai cái này lại với nhau. Thì lên trên vải chỗ này nó vẫn liền nhé, chưa, nó không phải cắt rời đoạn eo ra nữa. Chỗ này các bạn sẽ tỉa bớt đi cho mình một chút này, chưa, tỉa bớt đi cho nó trơn cái đường giữa. Đó. Lưu ý cho mình nhá, cái phần eo này này. Phần eo này các bạn sẽ để cái lượng cử động nó hơi rộng ra một chút nhá, chứ nó không phải là nó bó sát vào người nhá. Lượng cử động của eo các bạn sẽ cộng cho mình cả vòng lên tầm khoảng 6 đến 8 phân nhá. Chưa? Đó. Sau khi các bạn xử lý được cái phần sườn của thân trước rồi thì chúng ta mới đặt vào cái phần sườn của thân sau. Mình sẽ dán thêm giấy vào đây. Như này thì hai cái đường sườn nó mới bằng nhau nhá, mới đều nhau được nhá. Rồi, giờ các bạn sẽ đặt này vào. Được chưa? Kẻ lại cho mình. Ở đây chúng ta sẽ cắt đi. Sau khi các bạn rút nhún đoạn này vào rồi này thì nó sẽ nổi được cái khối ngực của chúng ta lên. Và các bạn sẽ cắt cho mình một cái nẹp, à, nẹp dài ra. Chưa? Nẹp dài từ trên này xuống dưới gấu luôn nhá. Và chúng ta kẹp vào ở đây. Đó. Tiếp đến phần tay này. Đối với tay thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái tay cơ bản. Sau đó thì chúng ta sẽ đẩy cái đầu vai lên tầm 6 phân. Các bạn vẽ lại cho mình cái vòng nách. Chưa? Bạn cắt này đi. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cắt thêm cho mình một cái tay nữa bằng như này, nhưng chúng ta sẽ để cho nó ngắn hơn. Chưa? Để cho nó ngắn hơn. Đây là dài tay này, các bạn sẽ để ngắn hơn cho mình tầm khoảng 5 đến 6 phân. Chưa? Sau đó thì các bạn sẽ bấm nó ra, ta sẽ giải giống như tay cánh tiên nhé. Bạn sẽ kẻ các cái na này ra cho mình này.
Đó. Bạn sẽ giải cái phần tay này ra. Lưu ý cho mình này, cái tay dài hơn như này, tay dài hơn ở phía bên ngoài mà, thì các bạn sẽ giải độ rộng này, nó rộng hẳn ra, được chưa? Còn cái tay ngắn hơn, nó ở phía bên trong nó là cái lớp lót nhé. Chưa? Các bạn sẽ cắt bằng vải lót cho mình, thì các bạn sẽ giải cái độ xòe nó ít hơn, nhá. Ví dụ cái tay dài hơn ở phía bên ngoài thì các bạn sẽ giải to như này, nhưng mà cái tay ngắn hơn thì các bạn sẽ giải như này cho mình thôi, được chưa? Cái độ xòe này nó ít thôi. Sau khi trong cái quá trình các bạn may nhá, thì chúng ta sẽ rút nhún cái phần tay phía bên ngoài này, rút nhún lại để cho nó bằng được cái phần bên trong, rồi các bạn sẽ may hai cái gấu lại với nhau để lộn. Sau đó chúng ta sẽ ghim cái vòng nách này, được chưa? Ghim hai vòng nách này lại với nhau và các bạn tra vào thân như bình thường. Đó. Được chưa? Đó sẽ là cái tay tay lồng đèn. Đó. Đây này. Được chưa? Phần này thì các bạn sẽ run nhún vào để cho nó bằng với cả cái phần lớp lót. Đó. Rồi các bạn sẽ may hai cái gấu lại với nhau để chúng ta may lộn. Chưa? Rồi cứ ghim cái phần vòng nách tay lại với nhau, rồi các bạn rút nhún tra vào thân như bình thường. Đó. Chưa? Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái cắt mẫu đầm cho mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.